chào các bạn nha. Hôm nay mình dự hủy demo máy cài New Holland TT350 các bạn. Máy này xuất xứ nguyên con từ Ấn Độ. À đây các bạn, thì mình để tắt máy cái mình quay cho các bạn xem thông số cho nó rõ ha. À, máy này thì là nó là ba máy, bít tông là 1.04. À, các bạn gồm 4 cái lọc dầu, đây 1 cái lọc dầu, là đây 1 cái lọc nữa. À, rồi đây 2 cái lọc nữa các bạn. À, máy này thì gồm 4 cái lọc ha. Cái nặng, sức nặng của máy này thì nó là 1.7 tấn các bạn. À, xuất xứ nguyên con từ Ấn Độ. Đó. Dòng cái bánh đằng sau của nó, thông số lớp bánh đằng sau nó là 10 149 28 các bạn, 10 149 28, cũng là xuất xứ của Ấn Độ luôn cái dòng bánh sau này. À, bánh trước thì cũng vậy luôn, anh nói ra. À, bánh trước thì là 9.5 trừ 24 các bạn. Dòng máy này thì nó là cái sự cải tiến của dòng máy phi ắc các bạn. Dòng máy phi ắc thì anh em xài rất là bền. Đây là cái sự cải tiến của dòng máy phi ắc. Không phải là cái máy nào xa lạ ha. Là máy 60 mã lực. Đây cái cầu của nó nhìn rất là lực ha, cầu ngang. Cầu ngang nhìn rất là lực. Đó các bạn. Cái lực gió, cái lực bụi của nó đây nằm đây các bạn. Lực bụi của nó nằm đây. Nước và cái nhớt trợ lực của nó nằm đây các bạn. Cái lực nằm đây. Máy này thì nó là TT350 nhưng mà nó là tới 60 mã lực các bạn. Cái này là 8x8 này là nó 8 tiếng 8 lười phải không? Là dòng số của nó là 8 tiếng 8 lười. Dòng 4 cấp số. Hai tầng số. Là nó chỉ có 4 số thôi, là 8 tiếng 8 lười là nó tới lên tầng lẻ, tầng chậm đó. Đó bà. Thì mà máy này là nó là 4 cấp số. Là 8 tiếng 8 lùi là lên tầng lẻ của nó là gọi là 8 tiếng 8 lùi đó bạn. Đó. Đó bạn. Rồi. Bên này thì nó cũng vậy. Đây để mình quay cái phần đích cho các bạn xem ha. Đích của nó nhìn lực lắm các bạn, cốt đùi nó rất là bự ha. Đó. Cốt đùi của nó là rất là bự, cái này cốt đùi nó có thể lên chớ lên tới 90 một tấc vậy lận các bạn. Quá là rất là bự cốt đùi, mình nhớ thông số không ta? 89-90 vậy đó hả? Dạ. Cốc đùi rất là bự, cốc đùi này lực dữ lắm. Đó là cốc đùi dòng cốc đùi ngang rất là bự, lực dữ lắm. Đang cái này nó đang xài giờ sới mấy mét gì nè? 1m85. 1m85 ha. Đang xài cái dàn sới 1m85 các bạn. Này trong chương trình demo máy này thì có chương trình siêu khuyến mãi, anh em mua vào dịp này thì tặng tiền mặt là 30 triệu đồng. Đó, với máy này. Các bạn, máy này thì được anh em đánh giá là nó là tiết kiệm dầu. Đó, tại vì nó có 3 máy à mà nó xài bếp kim. Rồi xíu nữa thì mình sẽ quay chạy thực tế trên đồng cho các bạn xem ha.
thông số thì mình đã nói rồi đó, là nó là 60 mã lực. Sức nặng của máy này thì 1 tấn 7. Máy 2 cầu. Cấp số là 4 tiếng 4 lùi. Gồm 8 tiếng 8 lùi các bạn. 4 tiếng 4 lùi nhưng mà nó lên cấp số lẻ nữa là 8 tiếng 8 lùi. Bây giờ thì máy chuẩn bị lên đồng các bạn. Bây giờ mình dùng cái máy ha. Dòng máy này thì anh em xài máy là đánh giá là rất là cao vì vấn đề tiết kiệm dầu. Nếu mà chạy cùng cái phân khúc cùng máy với nhau thì anh em sẽ chọn con này là tiết kiệm dầu nhất luôn các bạn. Thì nhân dịp chương trình của bên New Holland này thì nhân dịp demo này thì bên New Holland là mua một con máy là được tặng 30 triệu đồng tiền mặt các bạn. Đó, anh em mua máy này thì tặng 30 triệu đồng tiền mặt. Rồi giờ thì mình sẽ lên đồng chạy cho các bạn xem ha. Đây các bạn, bây giờ thì mời các bạn giờ cùng xem cái dòng máy Ford New Holland TT350 các bạn. Dòng máy này thì buổi demo dự hội thảo của máy cài này thì bên anh Vũ có chương trình siêu khuyến mãi các bạn, là anh em mua một chiếc máy cài được tặng tiền mặt là 30 triệu đồng. Dòng máy này thì xuất xứ nguyên con từ Ấn Độ các bạn. Là trang bị động cơ là 60 mã lực. Sức nặng máy này tổng thể là 1 tấn 7. Máy này chạy tốc độ rất là cao các bạn. Cái dàn số là 1m8 này thì chạy thôi lướt máy. Chạy chạy chơi ra. Anh em cần tham khảo máy này hay hoặc là muốn mua máy này thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên màn hình các bạn. Giá này thì tài xế cho ăn sâu hơn các bạn, rất là gịch ha. Đây các bạn, bây giờ anh chạy tốc độ rất là cao luôn các bạn. Máy này thì nó chạy tốc độ lẹ vậy mà nó sới là không có ra miếng khói các bạn. Máy sức mạnh.
60 nhựa. À, 3 động cơ, 3 máy các bạn, 3 bít tông. Máy này thì sới tốc độ rất là cao các bạn. À, bánh sau là bánh 14-28. Đây các bạn, bây giờ thì cái anh tài xế anh chạy chiếc New Holland TT350 này thì mình sẽ hỏi anh coi anh chạy như thế nào các bạn. Chiếc này anh thấy anh chạy sao anh? Chiếc này chạy thấy cũng ổn, êm. Hồi nào giờ anh xài dòng máy nào? Có giờ cũng có từng dòng xài dòng máy đệ với máy máy này chạy tốt. Máy nghĩa đệ với máy cũng có xài dòng qua dòng co. À. Cái này anh có từng xài lần nào chưa? Cũng có từng xài ha. Thấy êm không anh? Êm ha. Nó tiết kiệm nhiên liệu hay sao? Nó chạy nó cũng vừa tiết kiệm nhiên liệu mà chạy đã đạt lắm. Dạ ha. Nó chạy lẹ tốc độ không? Cũng bình dân như người ta. Nó cũng thấy hơn. Dạ. Mà nó bền không? Nó bền ha. Với cái nó là cái phụ tùng nó dễ thay thế không anh? Sao anh? Cái phụ tùng của nó dễ thay thế không? Tùng nó thì cũng dễ. Bộ tùng cũng giải kiếm nên dễ thay thế ha. Cái dòng máy này thì mình thấy nó mới nãy cũng có kéo đồ này kia, anh thấy nó lực kéo nó thấy sao? Kéo mạnh ha. Giờ nó 3 máy mà nó so với 4 máy là chạy gì cũng đạt ha. Tại vì nó mặc dù nó 3 máy nhưng mà nó cũng 60 mã lực. Lý do đó mà nó tiết kiệm nhiên liệu không? Hỏi anh coi anh chạy như thế nào hả bà? Chiếc này anh thấy anh chạy sao anh? Chiếc này chạy thấy ổn, êm. Hồi nào giờ anh xài dòng máy nào? Có giờ cũng có từng dòng xài dòng máy đệ với máy máy này chạy tốt. Máy nghĩa đệ với máy cũng có xài dòng qua dòng co. À. Cái này anh có từng xài lần nào chưa? Cũng có từng xài. Ha. Thấy êm không anh? Êm ha. Nó tiết kiệm nhiên liệu hay sao? Nó chạy nó cũng vừa tiết kiệm nhiên liệu. Chạy đạt lắm. Dạ. Nó chạy lẹ tốc độ không? Cũng bình dân như người ta. Nó cũng thấy hơn. Dạ. Mà nó bền không? Nó bền ha. Với cái nó là cái phụ tùng nó dễ thay thế không anh? Sao anh? Cái phụ tùng của nó dễ thay thế không? Tùng nó thì cũng dễ. Phụ tùng cũng dễ kiếm nên dễ thay thế ha. Cái dòng máy này thì mình thấy nó mới nãy cũng có kéo đồ này kia, anh thấy nó lực kéo nó thấy sao? Kéo mạnh ha. Giờ nó 3 máy mà nó so với 4 máy là chạy gì cũng đạt ha. Tại vì nó mặc dù nó 3 máy nhưng mà nó cũng 60 mã lực. Lý do đó mà nó tiết kiệm nhiên liệu không? Bê tông tới 1,4 tấc. Anh tên gì anh ở đâu anh? Tên Nhí ở Mạc Lục. Anh tên Chí ha. Tên Nhí. Anh nông dân này, anh tên Nhí. Ở Mạc Lục. Mặc dù Mạc Lục Vĩnh Điều Kiên Giang hả? À Vĩnh Gia.
Long Vĩnh Phú Kiên Giang. Vĩnh Phú Kiên Giang. Các bạn anh nông dân tên Nhí ở Vĩnh Phú Kiên Giang các bạn. Anh chạy cái chiếc máy này. Ảnh là hôm nay giờ hơi thảo thì ảnh chỉ chạy máy này để tham khảo thôi chứ không phải máy của ảnh các bạn. Thì anh em và các bạn có nhu cầu mà muốn tham khảo máy này, muốn mua máy này thì liên lạc qua số điện thoại các bạn. Mình sẽ để số điện thoại trên màn hình luôn. Nếu anh em đánh giá rất là cao về cái máy này, nó tiết kiệm nhiên liệu cùng với phân khúc các bạn.